và tôi sẽ demo cho các bạn ở một cái tài khoản trên Shopee và cái cách để chúng ta lập một cái tài khoản trên Shopee để làm dropshipping. Chúng ta chỉ sử dụng cái kênh này làm cái kênh trung gian thôi. Ví dụ như khách chuyển tiền cho chúng ta luôn thì chúng ta tiến hành lấy cái tiền đấy để đặt hàng và để mua hàng và nhờ nhà cung cấp vận chuyển đến khách hàng cho chúng ta. Còn nếu như khách hàng mong muốn chuyển với hình thức là COD thì chúng ta sẽ sử dụng cái kênh trên Shopee này, cái kênh thương mại điện tử này để chúng ta lấy cái mã cộng đồng, đúng không ạ? Để chúng ta lấy cái mã cộng đồng và sau khi nhà vận chuyển và chúng ta đàm phán với lại nhà cung cấp đó chuyển hàng thành công thì cái tiền mà khách hàng trả cho chúng ta sẽ được nạp vào cái ví của cái kênh thương mại điện tử đấy để chúng ta có thể rút ra bất kỳ lúc nào mà chúng ta muốn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì để có thể bắt đầu chúng ta cần phải chuẩn bị một vài thứ đã. Chuẩn bị đúng không ạ? Những cái thứ mà chúng ta cần phải chuẩn bị đó là: đầu tiên bạn cần phải chuẩn bị cho tôi một cái số điện thoại, và tốt nhất là cái số điện thoại của bạn. Số điện thoại của bạn. Cái thứ hai mà các bạn cần phải chuẩn bị đó là một cái địa chỉ Gmail mà các bạn thường xuyên sử dụng nhất. Rồi, cái tiếp theo các bạn cần phải chuẩn bị đó là một cái thẻ ATM Vietcombank, Visa. Tại sao lại là thẻ Vietcombank? Bởi vì nhiều người sử dụng, các bạn, nó phổ biến, nhiều người sử dụng. Các bạn có thể sử dụng thẻ khác cũng được, không sao cả. Và cái thẻ này nó có chức năng thanh toán trực tuyến. Chúng ta có thể giao dịch trực tuyến được. Và ngoài ra thì các bạn cần phải tạo một cái ví Momo. Một cái ví Momo. Và các bạn thêm cái phương thức thanh toán là cái thẻ Visa Vietcombank của các bạn hoặc là thẻ khác của các bạn. Bởi vì chúng ta sẽ giao dịch rất là nhiều và ví Momo thì nó miễn phí giao dịch cho chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta cần phải tạo thêm cái ví Momo nữa. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cần phải xác định ngách sản phẩm mà chúng ta quảng bá, đúng không ạ? Thì cái ngách sản phẩm mà tôi hướng dẫn các bạn ở video này sẽ là túi xách. Vậy tiếp theo, sau khi chuẩn bị đầy đủ những cái thứ này rồi thì chúng ta sẽ bật trình duyệt lên và gõ vào là Shopee, đúng không ạ? Shopee.vn. Đó, đây là cái website thương mại điện tử. Tại sao chúng ta lại sử dụng cái website này? Bởi vì nó rất là dễ, đúng không ạ? Ai cũng tạo được gian hàng ở trên đây. Nó không xét duyệt quyển duyệt quá gắt gao. Và chúng ta không có giấy phép kinh doanh, chúng ta vẫn có thể làm được, đúng không ạ? Thì ở cái ô tìm sản phẩm này thì các bạn gõ vào cho thôi là túi xách, đúng không ạ? Túi xách. Đó. Rồi các bạn click vào tìm kiếm. Đó, ở đây thì các bạn có thể thấy những cái từ gợi ý này, tìm kiếm nhiều thì nó sẽ gợi ý ra đây. Ở đây có túi sách nữ, túi sách mini, túi sách thời trang. Thì ở đây tôi sẽ lựa chọn túi sách nữ. Đó. Và ở đây nó hiển thị ra cái shop được yêu thích này. Có 774 sản phẩm đánh giá rất là cao, tỷ lệ phản hồi rất là cao. Đó, và những cái sản phẩm liên quan mà người ta đã mua rất là nhiều ở đây. Sản phẩm được yêu thích, đúng không ạ? Cái này thì nó đang quảng cáo này, cái tài trợ ở đây thì là quảng cáo. Và những cái shop và cái sản phẩm được yêu thích thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ lọc này. Ví dụ như chúng ta muốn bán ở Hồ Chí Minh, ship cho nó gần chẳng hạn, thì chúng ta click vào Hồ Chí Minh, túi sách nữ theo danh mục, đúng không ạ? Và chúng ta có thể sử dụng những cái đơn vị vận chuyển ở đây. Đó, do hàng tiết kiệm hay là VN Post hay là Viettel Post v.v. chúng ta có thể lựa chọn ở đây, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta có thể sử dụng các bộ lọc khác như là đánh giá 5 sao, nhiều mã giảm giá v.v. ở đây. Đấy, chúng ta có thể nhập cái khoảng giá mà chúng ta muốn bán ở đây cũng được. Đó. Rồi chúng ta áp dụng. Nếu như chúng ta muốn áp dụng cái khoảng giá đâu ạ? Rồi, ok. Thì chúng ta có thể sử dụng những cái bộ lọc ở đây để chúng ta lọc ra những cái sản phẩm
theo cái tiêu chí mà chúng ta muốn lựa chọn. Và sau khi mà chúng ta lọc ra rồi thì nó sẽ có những cái sản phẩm hiện ra ở đây. Đó, sản phẩm bán chạy này, chúng ta biết được những cái sản phẩm nào đang bán chạy. Đó, được không? Rồi, tôi sẽ click vào một cái nhé, không phải là tài trợ này. Đây. Và tôi có thể click vào xem xong, đúng không? Xem xong thì ở đây các bạn có thể phân tích này, nó có 469 sản phẩm, tỷ lệ phản hồi là 100% này, có 3,6 lượt người theo dõi này, đánh giá 4,8 khá là cao này. Đó, đúng không ạ? Sản phẩm khá là nhiều luôn. Thì chúng ta có thể chat vào cái click vào cái ô chat này để chúng ta chat với cái shop này và đề nghị và đàm phán với họ là chúng ta muốn quảng bá sản phẩm của họ, thì họ có thể để lại giá của chúng ta bao nhiêu và chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm này để chúng ta quảng bá. Đó, cái vấn đề của chúng ta là túi sách thôi, đúng không ạ? Vấn đề của chúng ta là túi sách thôi, thì chúng ta có thể click vào đây. Có phí nữ này. Đó. Túi sách này, đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm này để chúng ta quảng bá. Nếu như chúng ta đàm phán thành công thì chúng ta tải những cái hình ảnh để về. Đó, được không ạ? Chúng ta có thể thêm vào logo của shop của các bạn. Rồi chúng ta làm lại giá. Đây là giá bán, đúng không ạ? Chắc chắn giá nhập về nó rẻ hơn. Và chúng ta với cái giá được dropshipping ấy, thì chúng ta đàm phán nó sẽ tốt hơn, cái giá bán này rất là nhiều và chúng ta có thể ăn chênh lệch, đúng không? Với cái mức giá chúng ta bán ra. Đấy, đấy là cái cách. Ok, khi mà chúng ta đã tìm kiếm sản phẩm và đàm phán với nhà cung cấp thành công rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng ký một cái tài khoản trên Shopee để tiến hành làm dropshipping với lại Shopee, đúng không ạ? Rồi sẽ tiến hành đăng ký. Ở đây thì chúng ta có thể đăng ký với lại số điện thoại, với Facebook hoặc là Gmail. Thì ở đây tôi sẽ sử dụng số điện thoại để tôi đăng ký. Rồi, nhập mã ngẫu nhiên, đúng không ạ? Và 3H1T, đúng không? Rồi, các bạn nhập vào gửi mã xác minh nhé, thì Shopee sẽ gửi một cái mã xác minh vào cái số điện thoại mà các bạn đăng ký ở đây này. Rồi chúng ta chờ. Đây, mã xác minh đến rồi thì tôi sẽ nhập cái mã xác minh vào. Rồi tiếp đến các bạn click vào đăng ký. Rồi bước tiếp theo thì các bạn có thể gõ cái tên đăng nhập vào đây, đúng không ạ? Tôi sẽ nhập là MDShop, đúng không ạ? Chọn mật khẩu. Rồi click vào đăng ký. Cái shop này đã có rồi, tức là tên đăng nhập này có rồi, thì tôi sẽ sử dụng một cái tên khác, đúng không? Ok, có một cái lưu ý dành cho bạn, đó là bạn nên đặt cái tên đăng nhập này là tên shop của bạn. Ở đây tôi sẽ đặt là Andy Shop Online, đúng không? Và tôi sẽ tiến hành gõ mật khẩu của bạn và tiến hành đăng ký. Ok, như vậy là tôi đã đăng ký một cái tài khoản trên Shopee thành công rồi. Tôi tiến hành đăng nhập ngay. Đó, như vậy là tôi đã có một cái tài khoản ID shop này. Và các bạn, tôi nhắc lại là các bạn nên đặt cái tên đăng nhập
là cái tên shop của bạn, đúng không? Và cái công việc tiếp theo của bạn sẽ là nhập đầy đủ các thông tin của bạn ở đây, đúng không ạ? Nhập đầy đủ các thông tin ở đây. Rồi để có thể tạo shop thì các bạn click vào kênh người bán này. Và các bạn có thể tải cái ứng dụng này về điện thoại của bạn, đúng không ạ? Để các bạn sử dụng. Đó, các bạn có thể sử dụng cái tài khoản này để các bạn đặt hàng trên Shopee. Rồi, tôi sẽ click vào kênh người bán này. Đó, đây là cái shop của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ click vào hồ sơ shop. Đó, các bạn sẽ tiến hành hoàn thiện cái shop của chúng ta ở đây. Các bạn mô tả shop này. Các bạn trang trí cho cái shop này nó thật là đẹp, đúng không ạ? Rồi, chúng ta cài đặt vận chuyển này. Đó, địa chỉ này thì tốt nhất là các bạn nên nhập những cái địa chỉ mà là cái kho hay là cái nhà cung cấp của các bạn. Các bạn nhập chung chung cũng được, để khi mà có đơn hàng thì đơn vị giao hàng họ sẽ đến đấy, họ lấy hàng và vận chuyển đi đến khách hàng cho chúng ta. Đó, thì chúng ta có thể thiết lập shop của chúng ta. Đó, đúng không? Và như vậy là các bạn có thể tìm kiếm những cái sản phẩm và nhà cung cấp để các bạn up sản phẩm về đây và các bạn tiến hành các bạn làm dropshipping. Ok.